Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 2020. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng, học đến tập 56. Những đức đọc một công đoạn để chúng ta học tập. Người niệm Phật có đại phúc báo. Người có thể nghe và tin được một câu A Di Đà Phật là người đã nhiều đời, nhiều kiếp đến nay tích lũy biết bao duyên lành, phúc đức mới có thể đời này gặp, nghe và thụ trì pháp môn tịnh độ. Vì thế, người thường niệm Phật sẽ có phúc báo lớn. Nếu như người nào chúng ta nhất tâm niệm một câu Phật hiệu này, nhất tâm có nghĩa là kiên trì câu Phật hiệu, lòng tin kiên cố, không bao giờ thay đổi, hoặc là nghe ai nói về pháp nào không bao giờ dao động tâm, dù là gặp sự cố gì trong cuộc đời cũng là tin Phật, niệm Phật. Có việc vui gì đi chăng nữa cũng niệm Phật. Dù là gặp việc khổ đau cùng cực gì đi chăng nữa cũng niệm Phật. Nếu như quý vị có thể làm được như vậy thì quý vị sẽ có cái cảm giác người thường niệm Phật sẽ có phước báo lớn. Thí dụ như có nhiều cặp vợ chồng đi đến chùa mình cộng tu và biết niệm Phật. Lúc trước có những người vợ hoặc những người chồng tu bị trở ngại, vợ hoặc chồng trở ngại nhau, nhưng từ khi đến chùa mình thì vợ chồng lại hòa thuận, và người chồng người vợ lúc trước bài xích Phật pháp bây giờ lại có góc độ nhận thức Phật pháp. Vì sao? Vì Phật pháp không lìa thế gian pháp. Nếu lìa thế gian pháp thì không còn Phật pháp. Chúng ta đem Phật pháp để áp dụng trong cuộc sống, càng tu học thì càng nhìn thấu. Nhìn thấu thì buông xuống. Buông xuống thì thường vui. Buông xuống cái gì? Tình chấp. Mỗi người chúng ta khổ đau nhất là vui cũng chấp, buồn cũng chấp, được cũng chấp, mà mắc cũng chấp. Chúng ta tu học là nhìn thấu buông xuống cái tình chấp. Tất cả nhân sự việc khi ở thế gian này đều là duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Việc này chắc chắn 100% là như vậy. Nên chúng ta đối với người sự vật đều là hết lòng, chân thật. Giữa con người đến với con người, chân thành, chân thật. Giữa con người đến với động vật, thực vật, cũng có tâm từ bi thương yêu. Từ nơi đó thì quý vị sẽ cảm giác được
tu hành niệm Phật cho chúng ta được cái duyên phước là tâm thường an lạc, người thường an vui, gia đình hạnh phúc, xã hội hòa thuận, thiên hạ thái bình. Nếu như nhiều người niệm Phật tin nhân quả đều có phương hướng giải thoát, thì quý vị sẽ có cảm giác người niệm Phật có đại phước báo, và người có thể nghe và tin được một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là người đã nhiều đời nhiều kiếp, đến nay tích lũy biết bao duyên lành phúc đức. Từ nơi đó mà có những người phụ nữ có chồng nghe được pháp môn Tịnh Độ, có khi niệm Phật tu hành và rất muốn cho chồng, cho con, cho gia đình của mình tiếp nhận Phật pháp. Nhưng những người nữ phải nhớ, tuy người nam, người đàn ông có khi người ta gặp Phật pháp sau mình, nhưng khi người ta tiếp nhận, người ta tu đi còn trước hơn mình. Cái góc độ nhìn thấu buông xuống người đàn ông nó cao. Từ nơi đó mà quý vị đừng nên đặt vấn đề nặng nề. Chỉ cần những người phụ nữ này tu học cho tốt, tâm lượng mở rộng, đoạn được cái tâm hẹp hòi ích kỷ, giận hờn, đố kỵ, tức khắc vì độ gia đình người thân quý vị chắc chắn là được. Còn nếu như mình tu học mà vẫn giữ cái tâm hẹp hòi ích kỷ, buồn giận trách hận, nhỏ nhen từng chút thì thua. Người ta không thể nào tiếp nhận Phật pháp khi cái hành động của mình như vậy được. Nhớ đó. Nên mình là người học Phật phải mở rộng tâm ra thì lòng mới thanh thản, an vui tự tại thì đời mới thông dong. Con người mình vui vẻ tự tại thì người ta thấy mình, người ta mới muốn học Phật. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không qua bên Úc Châu, ngày mở đạo tràng niệm Phật, những tôn giáo khác nhìn thấy những người này học Phật vui như vậy, ngày nào cũng là ngày vui, ngày nào cũng là ngày sống vô cùng tự tại an lạc, họ đến hỏi Hòa Thượng: các vị làm gì mà mỗi ngày vui như vậy? Thì Đại Lão Hòa Thượng nói rằng: chúng tôi học Phật, niệm Phật. Họ hỏi Hòa Thượng: chúng tôi có học được hay không? Hòa Thượng nói: được. Học Phật là học như thế nào? Hòa Thượng Tịnh Không trả lời rằng: học Phật là học mỗi ngày sống tha thứ, khoan dung, sống tự tại, sống vui vẻ, sống biết đủ, sống thường vui. Họ nói: tôi cũng muốn được như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng: thì quý vị cũng có thể được như vậy. Bất cứ tôn giáo nào mình cứ giữ bình thường, thí dụ như Thiên Chúa giáo, thứ bảy chúng ta đến nhà thờ nghe đạo, tiếp nhận thêm nền giáo dục, Chủ nhật chúng ta đi học Phật pháp, Đức Chúa là Thầy, Đức Chúa là Cha, Phật là Thầy. Không có cha mẹ nào mà không muốn con của mình đi học một bậc thầy có trí tuệ, vì công nhận hay không? Nên chúng ta có thể học, tiếp nhận giáo dục tốt, đừng nên học ra mê tín, mê hoặc điên đảo. Bất cứ Phật pháp hay là một tôn giáo nào, một vị giáo chủ nào ra đời, những đức tin chắc rằng cái dạy của các ngài là dạy xác thực. Nếu như dạy mù quáng là mê tín, phải dạy xác thực, phải áp dụng vào cuộc sống. Con người sống mỗi ngày vui, sống tốt, sống an lạc,
sống có thể làm việc tốt, việc thiện. Niệm niệm thường nghĩ về người, đoạn được cái tâm hẹp hòi nhỏ nhen ích kỷ. Thấy người ta vui như mình được vui, thấy người ta khổ cũng như mình bị khổ. Con người có thể thương con người như vậy thì quá tốt rồi. Nhân địa mà giả dối, làm sao chúng ta có được quả báo thật sự? Nên chúng ta sống ở cõi đời này phải xác thực. Những đức thấy rằng học Phật, càng học Phật thì càng xác thực. Chúng ta đến với nhau không có tâm hại nhau, có thể giúp cho nhau có niềm vui. Như vậy thì rất là tốt. Nhưng niềm vui chúng ta chia sẻ cho nhau là niềm vui xác thực, niềm vui có pháp vị, có giáo dục. Như vậy thì tốt rồi quý vị. Nên người niệm Phật là người có đại phước báo, chắc chắn. Nên nhiều cặp vợ chồng nếu như tiếp nhận giáo dục của Phật Đà, chắc chắn cặp vợ chồng này sống rất hạnh phúc. Vì sao? Vì không có cái tâm lừa dối nhau, tin nhân quả. Nên về hôm những đứa học tập cái lớp Đạo Làm Con có nói một câu: các con phải tin nhân quả. Nếu như chúng ta bắt hiếu với cha mẹ, cả cha mẹ mình mà mình còn dám nói gạt, thì nhất định ai mình cũng sẽ gạt người ta hết. Nó gạt người, nó lời giả dối, quả báo chúng ta bị cắt lưỡi, ăn trộm cắp của cải người ta mà chúng ta dùng đôi tay này để lấy cắp, thì quả báo là bị chặt tay. Gieo nhân gì chúng ta nhất định sẽ gặt quả báo nấy. Lừa dối cha mẹ là tội lỗi vô cùng nặng nề. Từ nơi đó dạy cho các cháu về nhân quả. Làm chồng làm vợ mà có tâm toan tính gạt vợ hoặc gạt chồng thì chúng ta sẽ bị cái quả báo là mất lòng tin. Và dạy con, dạy cháu nó không nghe lời, gia đình sẽ tan vỡ. Từ nơi đó, một câu Phật hiệu này chúng ta chân thật niệm: A là Vô Di Đà là Lượng Phật là Giác. Mỗi ngày chúng ta niệm cái giác ngộ để đem cái tư tưởng sống áp dụng vào nhân sinh sống. Hồi tối những đứa ngồi nói chuyện với các chú các cô, những đứa nói một câu: con người học Phật càng học lâu mới càng đơn giản. Học ra một con người đơn giản, bình dị, lão thật, niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Tại vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã quyền ký: thờ mặt Pháp, niệm Phật thành thù. Nên Pháp môn Tịnh Độ này, một con người nào tu học sẽ trở thành một con người đơn giản. Nếu như con người niệm Phật mà cao xa, vẽ tranh, hình thức nhiều mà không phải là người đơn giản thì người này niệm Phật khó nào thành tựu được. Người niệm Phật rất bình dị, đơn giản, vui vẻ, hoan hỷ, tha thứ, khoan dung, không hơn thua với người, không tranh giành với đời, danh lợi không màng, không đặt vấn đề nặng nề đối với danh lợi. Chúng ta không đá đổ, nhưng chúng ta không bị nó buộc ràng. Vậy thì quá đặc biệt rồi quý vị. Nên người niệm Phật là người đại phước báo. Gia đình học Phật thì gia đình an vui. Phải học Phật chân thật, phải nghe giáo dục, phải tin nhân quả. Dù gặp cảnh ngộ gì đi chăng nữa, chúng ta luôn luôn giữ mình, giữ mình vui vẻ, giữ mình an lạc, giữ mình có tư tưởng. Vậy thì mình mới dẫn dắt người thân được. Nếu như người thân chưa tu, người thân khổ đau, người thân buồn phiền, người thân chấp nhất, người thân nặng nề,
chúng ta cũng theo giống họ, vậy thua rồi. Quý vị nhớ, chơi với người an lạc thì mình có an lạc, chơi với người khoan dung thì mình khoan dung, chơi với người tâm lượng rộng rãi thì mình rộng rãi. Chúng ta chơi với người nhìn thấu buông xuống thì chúng ta nhìn thấu buông xuống. Quay ngược lại, nếu như chúng ta chơi với người thường nói lỗi người thì mình sẽ học theo. Chơi với người tâm lượng hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ, buồn giận, chấp nhất, chúng ta sẽ học theo Iran như vậy. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhớ. Tâm này là Phật, tâm này thành Phật. Chúng ta dùng tâm này để niệm Phật, theo nguyện lực của Phật thì chúng ta sẽ thành Phật chắc chắn. Tâm này duyên theo Phật thì cảnh giới là của Phật. Tâm này duyên theo Bồ Tát là cảnh giới Bồ Tát. Tâm này duyên theo chư tổ sư thì cảnh giới là chư tổ sư. Cũng như Đại sư Ngẫu Ích, ngày học sách của Đại sư Liên Trì, học theo tư tưởng Đại sư Liên Trì, ý ráng học theo. Thì Đại sư Liên Trì là tổ thứ 8, Đại sư Ngẫu Ích là tổ thứ 9. Quý vị đọc sách chư tổ sư, đọc người xưa, sách xưa thì sẽ biết. Học theo tư tưởng, nếu quý vị đạt được bao nhiêu phần trăm thì sẽ giống y răng theo như vậy. Vì thì chúng ta niệm Phật thành Phật là chắc chắn rồi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tâm này là Phật thì tâm này phải mỗi ngày niệm niệm vì người. Tâm này là Phật, không có tâm ác ý, không có tâm hại người. Phải nhớ, tâm này là Phật, tâm này duyên theo có Phật hiệu. Duyên theo có Phật hiệu là duyên theo sự giác ngộ. Nên người niệm Phật có nhiều ý nghĩ, phương tiện để giúp chúng sanh, nhưng ý nghĩ xác thực nhất khuyên người niệm Phật, đừng nên khuyên người chạy theo trần cảnh, chạy theo danh lợi. Vị nhớ, người có phước thì danh lợi tự đến thôi. Chúng ta không có phước, chi cầu thì cũng uổng công vô ích. Khổ, tạo ra cái khổ cho mình, không được lợi ích gì, tạo thêm cái khổ. Người này thì chư tổ sư nói là kẻ đáng thương, thì tạo thêm cái phiền phức. Nếu như mỗi ngày chúng ta niệm Phật sống an lạc, sống vui, sống tự tại, vậy thì chắc chắn rằng cảnh giới của chúng ta mỗi ngày chúng ta vô cùng tự tại, phước duyên tự đến thôi. Bữa thứ bảy Nhân Đức gặp mấy vị trên thành phố xuống, có vị thì nói một câu rằng con học Phật, đối về danh lợi không còn nặng nề nữa. Lúc xưa rất mong làm giàu, bây giờ con suy nghĩ ra được. Hai vợ chồng, hai đứa con, nếu không biết đủ thì mãi mãi vẫn là không đủ. Hôm nay chúng con dành nhiều thời gian để dụng công niệm Phật tu hành, không màng đến những việc đó nữa. Nhưng mà lạ lắm thầy, không màng nhưng phước duyên vẫn đến, tiền bạc vẫn đến, con phải làm sao? Nhưng Đức nói đây mới là chỗ đặc biệt tùy duyên. Của cải vật chất đến, chúng ta làm điều tốt đẹp, làm bằng một cách rất tùy duyên. Người ta đi phóng sanh, mình hỗ trợ phóng sanh. Nhớ tùy duyên, không có tiền không phan duyên. Người ta làm tượng Phật, hỗ trợ làm tượng Phật. Người ta làm máy nghe pháp tặng người, mình hỗ trợ làm máy nghe pháp tặng người. Người ta xây chùa tạo tượng đúc chuông, chúng ta hỗ trợ làm xong quên đi. Phước báo này tăng lên, không chi cầu tự đến, đến tiếp tục cứ giải ra, không cần đi đâu xa lạ, đi tìm kiếm ở đâu để làm. Tùy duyên, nó tự đến, nó tìm mình để mình làm. Tin không? Tin chứ. Còn có nhiều thời gian niệm Phật dụng công tu nữa nha. Còn nếu như nhìn lên thấy người ta hơn mình tiếp tục đeo theo, có khi mình bị xa cách.
Thí dụ như bây giờ mình đủ duyên mình đi hộ niệm được một người, được một người chắc một người. Còn nếu như chúng ta lao, chúng ta đi mà có khi cái tâm của mình đi hộ niệm cho người ta giết rồi, xem cái chết của người ta bình thường, không có phát tâm từ bi vậy cũng thất bại. Hoặc đi nhiều rồi được người kính trọng, chấp vào cái ngã, chấp vào cái danh, cũng thất bại luôn. Vẫn không bằng niệm Phật cho nhiều, tâm dịu. Khi tâm dịu thì chí sáng, chí sáng thì nhìn thấu, buông xuống, tức khắc. Ngày ngày chúng ta là tạo thiện căn công đức, dù ở một nơi nhưng tạo thiện căn công đức, gia đình hạnh phúc, sống rất tự tại, an vui, tuyệt vời vô cùng. Vì sao không chọn cách sống này? Có nhiều người gặp Phật Pháp, ban đầu của họ, họ phát tâm vô cùng lớn lao, nhưng phát tâm chưa được bao lâu thì sanh phiền não. Những đức nói, mình là người tu học, đừng có chạy theo danh lợi. Thấy ai nổi tiếng kệ người ta, thấy người ta ào ạt đi theo người đó. Chúng ta nên đứng từ xa mà niệm Phật, hiểu không? Nhớ, thấy ai nổi tiếng, có danh lớn, nơi đó tiền bạc vật chất nhiều, đứng từ xa mà niệm Phật tỳ hỷ, hiểu không? Đừng nên sáp đến gần, đừng nên chạy theo người có danh tiếng. Như vậy vẫn là chúng ta tu học chạy theo danh lợi. Danh lợi nó sẽ quật ngược lại, mình chết với nó. Chúng ta là người học Phật, đừng nên thân cận với người cứ thường kêu gọi tiền bạc đối với mình. Phải sòng thẳng, đừng nên gần gũi nhiều, có ngày sanh phiền não. Món nợ lớn nhất là ân tình. Thầy thầy trò trò, có ngày dính vào ân tình, bằng mặt mà không bằng lòng, gần gũi rồi giết, thấy ra giết cái khuyết điểm xấu lại khinh chê và có tâm xem thường, sẽ bị phiền não. Mình vẫn là phàm phu, mình cũng có sai mà. Có khi một hai điều sai đó của người cũng là nhắc mình. Có khi mình phạm phải sai lầm cũng là giúp mình hạ cái bản ngã. Có cái nó cũng tốt, nhưng nhớ cái gốc niệm Phật giải thoát phải giữ cho chắc. Vậy thì mới nhìn thấu buông xuống được. Còn nếu như chán nản, cái gốc niệm Phật giải thoát đá đổ thì thua. Cái gốc đã đá đổ, cành lá hoa quả bám ở đâu? Cái gốc không có làm gì có thân, mà cái thân nó phát sinh ra cành lá hoa quả. Phải nhớ, từ nơi đó chúng ta học Phật phải hiểu. Nên những đức gặp những vị có tâm hộ trì Phật Pháp mà không hiểu dụng công tu, những đức gặp họ, những đức thường khuyên họ cố gắng dụng công tu đi. Một câu ai với đạo Phật này có đầy đủ lục độ vạn hạnh nằm bên trong: bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đầy đủ hết nằm bên trong. Nếu như chân thật mà dụng công niệm Phật, quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Chúng ta cũng không đặt vấn đề dụng công niệm Phật 3 năm 4 năm gì ra giảng sanh. Thí dụ như bây giờ mình không đủ khả năng đó, 3 4 năm mà không được giảng sanh, chúng ta thối tâm làm sao? Chúng ta sống ngày nào niệm Phật ngày nay, sống lâu niệm Phật lâu, sống mau niệm Phật mau. Ngày nào thỏa mãn đến, ngày đó chúng ta đi về thế giới cực lạc, cứ lão thật, chân thật, niệm Phật, gầy dựng tính nguyện. Được rồi, chúng ta gầy dựng tính nguyện là được rồi. Mỗi ngày có nhiều thời gian niệm Phật, gia đình niệm Phật, vợ chồng niệm Phật, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Thí dụ như thứ tư này, chùa chúng ta tổ chức chương trình người khiếm thị, buổi chiều Phật thành đạo. Những đức nêu lên chương trình, quý vị là người ở phía sau, làm được thì cứ làm thôi.
Thí dụ như chúng ta đủ duyên chương trình người mù này, bao nhiêu con người mù ngày nay là thí dụ tổ chức chương trình người mù. Người mù này khổ đau cùng cực, đang cần cuộc sống. Chúng ta có cuộc sống dư thừa, chúng ta chia sẻ cho người mù. Đây là chuyện quý vị làm. Những đức cũng làm, những đức phiên quý vị làm. Những đức đâu có kêu vị đưa tiền những đức đâu. Đâu có quy về một người, nhớ. Quy về một người nó nặng gánh quá, có ngày nó ngã gốc cây, đúng không? Đừng có quy về một người. Những đức làm, những đức phiên quý vị làm. Đây là chúng ta cùng tạo phước duyên, cùng gây dựng bồ đề tâm để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tất cả những người mù này về chùa, họ cũng niệm Phật mà, niệm Phật mà. Nên những đức thấy có những người miền ngoài gỡ vô đây mấy chục thùng bạch, tấm lòng của quý vị chư Phật Bồ Tát chứng minh. Nhiều người ở xa cũng gỡ tiền đến để hỗ trợ chương trình, không cần người khác biết mình đâu quý vị. Chúng ta làm việc thiện, quý vị nói con cần có một người thầy chứng minh, chư Phật Bồ Tát chứng minh với người thầy chứng minh. Quý vị xem bên nặng bên nhẹ đi. Chư Phật Bồ Tát, mỗi một việc làm chúng ta chư Phật Bồ Tát biết hết. Tâm mình như nghĩ như thế nào chư Phật Bồ Tát biết. Chúng ta vẽ tranh thiện nhưng tâm ác, chư Phật Bồ Tát cũng biết. Chúng ta nhìn làm như cái việc ác nhưng mà tâm thiện, coi là cái tâm của mình chân thật mà niệm Phật đi. Một câu Phật hiệu vô cùng đầy đủ viên mãn. Có những người gặp pháp môn Tịnh Độ mười mấy năm nay, nhưng tại sao chúng ta không tiến tu? Vì không dành nhiều thời gian tu mà cứ chạy theo cái chuyện hình thức. Bữa nay thầy này, mai thầy kia. Bữa nay người nổi tiếng này, ngày mai người nổi tiếng kia. Cứ là tu ra cái danh. Gặp ai nổi tiếng chụp vài bôi hình, khoe rằng tôi chụp hình với người đó như vậy. Ngửi mùi làm sao giảng sanh quý vị? Giảng sanh là chính chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, chúng ta đi. Chứ không phải là ngửi mùi, không phải là dựa dựa vô mà giảng sanh đâu. Cái danh cái lợi nó có cái gì đó mà quan trọng? Cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi. Cái gì cầm theo? Không tạo cái cầm theo được mà đi tạo cái không cầm theo được mà tạo hoài. Chúng ta nên đem pháp môn Tịnh Độ chân thật mà hoàn truyền quý vị. Dùng nhiều phương tiện để đem câu Phật hiệu giới thiệu, chính mình sẽ siêng năng niệm Phật. Vì mình đem câu Phật hiệu giới thiệu là mình đang nhắc mình niệm Phật mà. Phải nhớ, phải nhớ thì nhất định sẽ có kết quả trên con đường tu. Biết Phật pháp mười mấy năm nay, đi nhiều quá rồi, dừng chân đi, nhận thức đi. Có khi làm việc này việc kia quá trời, vẽ tranh đủ chuyện, nhưng cuối cùng chúng ta có sự trở ngại. Bữa nay người ta thương mình, ta nâng lên. Ngày mai người ta ghét mình, ta đạp xuống. Đối với thương ghét, đừng để nó buộc ràng mình, cũng đừng nên đá đổ tùy duyên. Hậu trì tam bảo là hậu trì gì? Là mình niệm Phật, là để thử Phật chân chính, là hộ trì tam bảo. Mình niệm Phật người ta thấy, mình niệm Phật người ta niệm theo. Đệ tử Phật chân chính là người lão thật niệm Phật. Phải nhớ, những đức không có nói gì cái việc quý vị đem tiền bạc đưa những đức. Những gì những đức làm được thì những đức làm, chân thật mà làm thôi. Khuyên quý vị cùng làm đó. Hôm qua những đức đọc một công đoạn mà khi chúng ta mà phát cái máy niệm Phật mà năng lượng quý vị, hay cái máy năng lượng này hay. Cái công đoạn này quý vị nghe nè. Những ai có thiên nhãn đều nhận thấy khi sáu chữ hồng danh vang lên nơi nghĩa trang, cũng là lúc ánh hào quang nhiếp hộ của Đức Phật A Di Đà tỏa xuống. Một số nơi đặt máy niệm Phật, ngoài chờ có cả chư thiên quỳ niệm theo. Vong linh nghe tiếng niệm Phật, chỉ cần niệm theo một tiếng là thoát khổ. Lại trong cảnh giới này, vong linh đều có tha tâm thông, mức độ giới hạn. Nên khi thấy một vị niệm Phật được thoát khổ,
hàng ngàn vong linh xung quanh sẽ phát tâm niệm theo. Mức độ độ vong rất lớn, phước báo cho người đặt máy niệm Phật ngoài chờ do đó mà cũng nhiều vô cùng. Lợi ích lớn quý vị. Lợi ích cho người, lợi ích cho chúng sanh hữu hình vô hình, lợi ích cho thực vật, phán vật, cỏ cây hoa lá đều được lợi ích. Câu Phật hiệu này đặc biệt lắm, vì nghe ánh hào quang nhiếp hộ của Đức Phật A Di Đà tỏ xuống, chư thiên nghe câu Phật hiệu quỳ xuống mà niệm. Nơi nghỉ trang, nơi mộ phần cha mẹ ông bà, quý vị nghĩ đi, cái máy năng lượng này đặc biệt thiệt. Cái năng lượng mà hôm qua nhà Đức tặng, rồi cái hình của cái ngôi nhà, cái năng lượng nó lớn quý vị. Mà mình đặt tại gốc nên nó tương đối là cái giá rẻ, chứ mua ngoài cũng mắc. Từ nơi đó quý vị biết rằng là mình dùng những cái phương tiện này nè, có khi ông bà cha mẹ mình chấp xác, chấp cái mộ cứ nằm đó nhiều lắm. Quý vị đã coi nhà ngoại cảm Nguyễn Quang Nhã hoặc là Phan Thị Bích Hằng rồi đấy kia, đi tìm mộ thương binh liệt sĩ đâu vậy coi đó, có khi một cái xác mà hồn chấp ở đó nặng nề. Nên chúng ta để máy niệm Phật, câu Phật hiệu này có sức hào quang tỏa sáng nhiếp thọ, một hương linh niệm lên được giải thoát thì nhiều hương linh niệm theo, sức quá độ này mạnh. Hoặc là cái nơi đài hỏa táng rồi đó, đến xin người ta để một cái máy niệm Phật năng lượng, khi thiêu một người có khi tình chấp cái xác còn nặng nề, linh hồn nghe có Phật hiệu tức niệm theo được giải thoát. Chúng ta dùng nhiều phương tiện, nhưng Đức thấy thời đại hôm nay máy nghe Pháp, máy niệm Phật đeo cổ, đèn bông sen để bàn thờ, bây giờ xuất hiện những Đức làm cái năng lượng niệm Phật này tuyệt vời. Thấy hay, những Đức để xung quanh chùa thấy niệm quá tràn luôn. Bữa nay những Đức cho mấy chú đem lên nóc chùa, những Đức để trên, niệm trên bầu trời, chim chóc đều nghe được. Có nghĩa là mình muốn đem cái vật hiệu này giải rộng khắp nơi nơi tận hư không, khắp pháp giới nghe cái vật hiệu. Nhớ, một câu Phật hiệu niệm lên sức hào quang tỏa sáng. Nên một người niệm Phật là hào quang của Phật tỏa sáng. Phật A Di Đà dùng cái nguyện đi tiếp dẫn chúng sanh, ánh quang minh của Phật soi gọi tìm ai? Tìm người niệm Phật, tần số người niệm Phật, giao cảm tần số nguyện lực của Phật A Di Đà. Xung quanh nhà nên để máy niệm Phật, vườn rau ruộng lúa, mộ phần nghĩa trang, nơi nào là nơi mà thường có tai nạn xảy ra, cái năng lượng này tiện lợi để rất tiện. Thí dụ như trên một đoạn đường nơi đó có nhiều tai nạn, tại sao chúng ta không để một cái năng lượng mặt trời niệm Phật ở nơi đó quý vị? Có khi nó sẽ hóa giải tai nạn nơi đó, chư hương linh sẽ nghe được câu Phật hiệu, hồi tâm chuyển ý, không có bẻ tay lái người ta. Lợi ích lớn vô cùng, lợi ích này quá lớn. Nên cái đèn năng lượng này chúng ta vừa làm, hôm qua những Đức tặng rất nhiều cho những người hữu duyên. Những Đức rất mong những người hôm qua không đến rất tỳ hỷ, tỳ hỷ đặt giùm cho người, đặt đủ duyên tặng người, giới thiệu bằng cách những Đức giới thiệu. Chân thật mà làm quý vị, chân thật mà làm lợi ích lớn, lớn, lớn dữ lắm. Nhớ thêm một câu này rất là hay nè: niệm Phật rất dễ niệm theo, còn nghe kinh thì phải kiên trì nghe, vong sẽ mất nhiều thời gian hơn để giác ngộ Phật Pháp. Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hoặc bốn chữ A Di Đà Phật là bổ nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà, vong linh niệm theo có thể được vãng sanh Tây Phương ngay lập tức. Đây là nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta nên chân thật mà làm quý vị. Sự lợi ích này lớn lắm, lớn lắm.
phải chăng thật đem pháp môn tịnh độ này hoàn thiện. Những đức làm được những cái phương tiện mà cho chúng sanh những đức mừng, nên mỗi lần làm xong những đức tặng kết duyên. Và những đức còn khuyến quý vị đặt để mà gây dựng mỗi một gia đình của mình, cả trên nóc nhà cũng để một cái. Hôm qua cái buổi chia sẻ ngày Chủ nhật, những đức lấy những cái hình ảnh mà nơi những cái nơi mà ruộng vườn một phần mà ta để máy năng lượng niệm Phật, quý vị coi cái ngày Chủ nhật hôm qua đi, quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh đó bị làm theo, rồi quý vị phát minh theo cho nó chất lượng hơn nữa. Nhớ những cái đoạn đường nào thường có kiếp nạn, những cái nơi mé sông nào mỗi năm có người chết, để một cái năng lượng niệm Phật nơi đó. Nhớ để máy niệm Phật, không ai bắt quý vị đâu, đừng có sợ. Với mình cũng đâu có câu điện để năng lượng mà bắt một điều niệm Phật nào để cố định. Lợi ích này lớn lắm. Đây là những đức đưa lên tư tưởng, quý vị nên nhận thức đi. Công đức này thù thắng lắm, chân thật làm quý vị. Hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.